Đây nhé các bác nhé, thì hôm nay lại đi coi coi, hôm nay là 18 ngày các bác này, thì coi ong nó như thế nào rồi các bác. Các bác mà thấy cái video hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo. Ông cứ gạt hết dài ông hãy nhấc thì nó đỡ. Sơn hết rồi, nhìn thấy sơn trắng hết rồi. Rồi bên ngoài biết rồi. Lôi hết rồi gì? Cứ lôi ra này. Lắm rồi, bên này đúng là phải quay rồi đấy không ạ? Quay nhé, không quay. Cầu ngoài cùng đây bà con nhá. Ôi trời, mẹo luôn cái lưới mèo kìa. Cái lưới mèo ở dưới, ở bên hông ạ. Bên hông ạ? Bên hông, đấy, 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 đấy. Được quay. Nhưng mà nó mình lọ nó chặn vào thì bẻ luôn đi. Các bác mà thấy video hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh để chuông nhá. Đấy, đây là 18 ngày các bác này. Để vậy thì mặt ong cũng quá già rồi các bác. Đấy, ôi trời. Ăn cái tổ này chắc là lao được cầu này, quay xong là lao được cầu để cho nó hạn chế cái việc mà nó đắp mũ tướng thôi nha. Cứ coi hết đi, coi hết làm chi, thì đang quay video mà. Đang quay video thì cứ coi. Năm cầu cho bà con nhá. Ôi trời ơi, đấy 18 ngày nhá. Ui ông được nhiều nhất. Con này lắm. Con tướng này già rồi. Hắn đẻ lổm ngổm lổm ngổm. Tướng phải 3 năm. Cầu này nó nhét phấn nhiều hơn đúng không? Thấy nhét phấn nhiều hơn. Vẫn được thừa đấy. Vì là cầu này cầu mới này, cầu này cầu tôi lao này ông này. Cầu này cầu mới. Nhớ nhỉ. Nhớ chứ. Ui cầu trong à. Ui cầu trong bằng cầu ngoài. Ui cầu trong này mặt bở rồi. Quay được đấy. Như cái tổ này phải được 3 chai. 75 5735 hơn 3 chai. Mà mất cầu ấy rồi thì tính 7 lạng một cầu thôi. Bác sơn trắng hết rồi. Nói chung mai là quay được rồi. Tổ nào yếu thì chắc là nó cũng mà cua một tí. Nó quay lên nó vòng luôn nó cùng nhau luôn. Nó mất công. Quay gọn thôi. Đấy, chết cha rồi. Không tránh được cái việc không chất đâu. Ông bảo mày chắc cái tổ nào nữa nha. Hả? Tổ ni là bữa trước là có mũ này. Ông bảo cái tổ nào làm mặt tốt á. Tổ đấy thì đương nhiên là hắn gần không. Hai tổ ngoài cùng cơ. Hai tổ ngoài cùng như là mặt tốt. Dính nhá. Dính nhá. Dính ác vậy à? Dính rồi. Việc chi nó dính trên nắp đấy mà. Thế nâng cả cầu luôn lên. Không, nâng nhấc một bên thôi. Đứt rồi. Nhấc một bên thôi mà. Đấy. Ôi, của ông nó sơn hết vậy còn gì nữa. Tổ này là tổ yếu nè, tổ này là tổ yếu nhất.
cũng mặt nữa. Tủ này là tủ ba cầu, là từ hai cầu thêm vào một cầu này. Đâu tủ đây chứ. Tủ này là thêm cầu, có nghĩa là đổi cầu thì đổi cho nó một cầu ấy. Rồi là viện vào tủ kia. Lao. À vậy không phải, vậy tủ vậy tủ kia. Ừ, là tủ kia chứ không phải tủ ấy. Tủ ấy sơn hết chưa? Cũng sơn hết rồi, cái gì nè. Đấy, sơn hết rồi, cái gì nè. Sơn hết rồi. Nói chung ngày đấy bà con nhá. 18 ngày. Ông đang đẹp. Ừ. Này là hôm nay là ngày 18 đẻ ác. Cái cổng rồi. Đấy, cổng ngoài mà sơn như thế là ác liệt rồi. Chui vào à? Nó phải đồ đen, có một cái lỗ mình không may em. Không mở coi hết. Đốt rồi. Đốt rồi, tôi coi tủ khác à. Đấy, này coi cục bộ cái vườn ong của cậu Phùng này các bác. Đấy, coi đại khái vậy. Coi tổ nào nữa. Ông nhắc từ từ thì tôi quay cho đủ 10 phút. À, tổ này 5 cầu. Úi dồi ôi, tổ này phình như này. Nhưng mà tổ này chắc là hắn nhảy rồi hay sao? À đây đây đây. Này. Ông cứ kéo hẳn ra. Đấy, dính rồi, dính nhau, tôi sợ nó làm ở trong ạ. Đấy. Làm. Tại vì cái cầu. Đấy sao quá. Ừ. Ui dồi, đẻ ác nhờ. Cầu mới đấy. Cầu mới đấy. Thì đấy, cầu mới đấy là mình gọt cái cầu cũ. Mình bỏ vào, ui dồi, hắn đông đực nhiều nhỉ. Nhiều lắm. Đông đực. Lứa quần đẹp. Ừ, lứa quần. Quần sau đánh mặt. Đợt tới thì đánh mặt này nó ok hơn. Ui dồi, cầu đấy. Ui, cầu đấy ông phải đổi đi, không nó đánh đẻ ở trong à. Mai đổi luôn. Ờ, mai đổi luôn. Mai quay đổi luôn. Cậu lẹm. Ui dồi ôi, vòng mặt cũng rộng đấy chứ. Vòng mặt về là rộng nhé. Đây còn lưới mèo. Mai gọt. Hắn làm hai lớp hay sao ấy. Cái kiểu là cái đợt mặt kém đấy. Xong nó chật lên, vít nắp. Thôi vừa thôi, tại vì nó đã bị vậy thì vừa thôi. Cũng là chật vào cái chết con nó nổ. Nhờ. Vòng mặt này là cái rộng đấy nhé. Mà thấp. Vòng mặt này. Ông mặt. Đâu ông mặt vậy là được rồi. Quay được. Quay được cái đấy.
cầu ngoài. Để không nhờ. Cầu ngoài đi coi nào. Ông rước dốc lên tôi mới coi được nhìn thấy. Không có trứng, vậy là nó chỉ đẻ có mỗi ba cầu giữa thôi. Ba cầu giữa thôi, cầu này cũng không đẻ. Ừ, nhưng mà cầu này không đẻ. Đang làm không được. À có ấu trùng. Có ấu trùng mới nở. Ừ, có ấu trùng. Chắc là chận vào ăn con. Cứ chận vào là nó hổn mà. Coi tổ, có coi tổ đây nữa không? À, có vậy, coi vài cầu tổ này nữa. Ờ. À. Tôi xem hôm mùng 8 chứ. Đấy, dính nhỉ. Mùng 8 dương chứ. Dính rồi. Nhưng tổ này cũng đẹp mà. Dính rồi. Thì kiểu gì ông phải nhắc đến mai đấy nè. Không đấy dính vậy quá là ác liệt này các bác. Ui đã làm đến đó rồi xin nắp hết rồi. Thế là mới có một đàn là cho cầu vào cả. Tôi bữa trước cho hai cầu chứ không đảm bảo lần này á. Hả? Không, cái tổ này chưa cho cầu vào được đâu. Tại vì quân nó quân nó vừa đủ, không cho cầu vào được đâu. Thôi vậy là được mà. Thôi các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo nhé.